Rồi chào mọi người. Tôi đã mở cái link nộp bài ha, hình như cái thời hạn nộp bài là thứ bảy tuần này thì phải. Trên đó thì tôi cũng chưa thấy bạn nào nộp. Cái bài tập này có thể nói là cái bài tập có câu câu dễ câu khó ha, tuy nhiên thì cái lượng câu dễ trong đó khá là nhiều, thì việc chúng ta được khoảng 8 điểm cái bài tập 1 này cũng không phải là khó, cho nên đây cũng có thể là cái bài tập dễ nhất trong trong tất cả các bài tập mà chúng ta sẽ làm ha, cho nên chúng ta cố gắng làm cho tốt. Bữa nay thì chúng ta còn cái vấn đề gì với cái bài tập 1? Mọi người đã làm rồi, đúng không? Và chúng ta còn những cái chỗ nào chưa rõ? Bữa trước tôi cũng đã hướng dẫn, đã nói sơ cái đề rồi. Và chúng ta cũng đã làm. Chúng ta còn chỗ nào đó chưa rõ thì chúng ta có thể thảo luận ha. Và cái nữa là bữa nay tôi sẽ hướng dẫn kỹ cái phần về cách phát động và cái phần này chúng ta sẽ thấy rõ cái vai trò của con trỏ hơn. Thì cái khái niệm cách phát động nó có không chỉ trong ngôn ngữ C, Cộng cộng mà C Sharp, Java đều có. Tuy nhiên ở C Sharp, Java các bạn sẽ không thấy rõ cái cách phát động, bởi vì thực sự nó tự động làm cho chúng ta, và cũng vì vậy chúng ta không thấy rõ con trỏ, vân vân. Riêng ở C, C cộng thì cái vấn đề cách phát động nó do chúng ta chủ động hoàn toàn, cho nên thì nó sẽ rõ hơn. Và cũng vậy cái vai trò con trỏ nó lại được làm rõ hơn nữa. Liên quan đến cái bài tập 1 chúng ta thì có một câu về cách phát động trong đó, cái câu câu 4 này là cái câu mà chúng ta phải cách phát động. Câu này rất đơn giản thôi, không có cái vấn đề gì hết. Tuy nhiên thì nếu chúng ta làm tốt câu này và hiểu thấu ha, thì đó sẽ giúp chúng ta nắm rõ nhiều thứ trong đó, có cách phát động và con trỏ. Và còn lại thì nếu bữa nay chúng ta có dư thời gian thì tất cả những cái vấn đề gì đó còn lại của cái môn học cho đến giờ thì các bạn chúng ta thảo luận ha, chúng ta còn chưa rõ cái gì đó. Alo, mọi người nghe rõ không ạ?
Thì để nắm cái cấp phát động thì chúng ta như vậy nắm vùng nhớ cấp phát động, và một cái cách để nắm nó là chúng ta phân biệt nó với cái vùng nhớ cục bộ thông thường. Thì một cái tên khác cho cái vùng nhớ cấp phát động là hip, và cái vùng cục bộ, vùng cục bộ tức là vùng chứa biến cục bộ của các hàm, vùng chứa biến cục bộ của các hàm. Dĩ nhiên nó có một số cái thông tin khác nữa vân vân. Tuy nhiên cái rõ ràng nhất là cái các biến ha, thì chúng ta còn gọi đó là cái vùng nhớ start. Tại sao người ta gọi nó là heap và start là do cái cấu trúc tổ chức cái vùng nhớ đó bên dưới ha, nó giống như một cái start và giống như một cái heap. Tuy nhiên thì chúng ta không có đi vào bên dưới cái những cấu trúc đó người ta tổ chức thế nào, mà chúng ta cần nắm những cái vùng nhớ đó nó chứa cái gì và cách chúng ta làm việc trên đó. Tôi viết một cái đoạn chương trình để chúng ta thấy rõ hơn cái vùng nhớ cục bộ trước, vùng nhớ chứa các biến cục bộ ha, vùng nhớ start. Thì chương trình thì nó đơn giản thôi, chúng ta có một cái hàm main. Hàm này có hai cái biến AB kiểu in ha, và chúng ta bỏ giá trị vào. Rồi cái dòng lệnh in ra giá trị của AB. Thì dĩ nhiên rồi chúng ta sẽ in ra 10 và 20 ha, 10 và 20. Tôi chạy ha, tôi chạy. Khi chúng ta debug, các bạn thấy là cái con trỏ vàng này nè cho biết là chúng ta đương thực thi trong cái hàm nào đó, trong cái hàm nào đó. Và đương nhiên là cái CPU, cái bộ thực thi, cái máy của chúng ta nó chỉ tại một thời điểm nó sẽ thực thi một cái lệnh nào đó, chỉ thực thi một cái lệnh nào đó, và cái lệnh đó nó đương nhiên là nằm trong một cái hàm, nằm trong một cái hàm nào đó. Vậy thì chúng ta bắt đầu thực thi những cái lệnh trong hàm main, đó là cái quy ước. Ở đây cái lệnh đầu tiên là cái lệnh gán A bằng 10. Các bạn lưu ý rằng mặc dù cái lệnh in A bằng 10 này
Thực tế nó không chỉ là lệnh, nó vừa là khai báo, nó vừa là lệnh gán. Cho nên đúng hơn thì thường chúng ta viết tách nó ra, nhưng bây giờ chúng ta viết gộp lại thì ở đây tôi viết tách ra gộp lại như nhau, thì tôi chạy lại ha, ở đây tôi viết tách nó ra cho nó rõ ràng hơn. Dĩ nhiên các bạn phải phân biệt được cái khác biệt giữa cái khai báo và cái sự thực thi. Ví dụ trong toàn bộ chương trình này, cái khai báo là cái gì? Đó là tôi cho biết cái đầu tiên này, chẳng hạn tôi sẽ xài một số cái thư viện trong một số hàm trong cái thư viện này, thì đây là cái khai báo, thì khai báo đầu tiên. Và cái khúc chỗ này là tôi khai báo một cái hàm, hàm ép. Rồi hàm ép này có những cái thông tin đi kèm, ví dụ đây là cái khai báo một cái biến, xin lỗi, một cái thăm số, rồi bên trong này vân vân, chúng ta khai báo có cái biến bề vân vân, rồi những cái lệnh thì bản trong, rồi bên dưới là chúng ta khai báo một cái hàm men. Vậy thì theo cái ý khai báo tức là báo cho biết rằng chương trình chúng ta có những cái gì đó, và những cái đó nó có những cái tính chất gì, thông tin đi kèm, đó là khai báo. Thì dĩ nhiên trước khi chương trình thực thi thì nó sẽ các bạn cứ tưởng tượng cái nền tảng bên dưới á, nó sẽ phải biết tất cả các thông tin đó, tức là các bạn tưởng tượng nó đọc qua một lượt cái chương trình để nó nắm tất cả các khai báo đó. Như vậy kiểu như ở đây rằng tôi đọc xong một lượt tôi sẽ nắm được chương trình này thực có sử dụng một số cái hàm trong cái thư viện này, rồi bản thân nó có hai hàm, đó là hàm ép và hàm men. Rồi trong hàm ép thì có một cái thăm số tên A kiểu Y, rồi trong thân trong bên trong nó thì nó có một cái biến cục bộ tên B kiểu Y, và hai cái lệnh này. Và tương tự như vậy trong cái hàm men, thì bản thân cái hàm men này nó cũng là một cái hàm như bao hàm khác, nhưng mà nó đặc biệt ở chỗ là chúng ta đặt tên nó là men, và theo cái quy ước của cesium cộng ha, đó là cái hàm mà chúng ta bắt đầu thực thi từ đó. Rồi bây giờ trong men này chúng ta có hai biến cục bộ tên AB kiểu in và bốn lệnh. Ở dưới này là những cái lệnh ha, và dĩ nhiên thứ tự của các lệnh nó quan trọng, bởi vì thứ tự lệnh cho biết là thứ tự thực thi các lệnh. Hay nói cách khác, khi chúng ta thực thi hàm men này thì chúng ta bắt đầu từ cái lệnh đầu tiên, chính là lệnh gán A bằng 10 này. Lưu ý rằng in A và in B này là khai báo, báo cho biết rằng có hai biến tên như vậy. Còn khi thực thi thì đây không phải là lệnh, đây chỉ báo cho biết. Trước khi thực thi cái lệnh đầu tiên này, thực tế là nó cần phải setup, bên dưới nó sẽ setup chẳng hạn chuẩn bị vùng nhớ để thực thi cái hàm này. Cái vùng nhớ đó là vùng nhớ cục bộ đó. Thì cái thông tin khai báo này quan trọng, bởi vì để thực thi cái hàm này chúng ta cần cái vùng nhớ cho AB. Thì biến A biến B này nó sẽ được để trên cái vùng nhớ cục bộ đó. Chúng ta gọi biến A, biến B là biến cục bộ của hàm, cũng giống như là biến B này hay là tham số này là cục bộ của hàm F, còn ở dưới này là cục bộ của hàm men, là bởi vì nó chỉ có phạm vi, chỉ có ý nghĩa trong cái hàm đó mà thôi. Ra khỏi cái hàm đó nó không còn nữa, nó không còn ý nghĩa gì nữa. Và khi ở bên trong cái hàm đó, chúng ta lưu ý, ở đây chẳng hạn nè, tôi có gắn A bằng 10, các bạn lưu ý rằng bên trong F chúng ta cũng có một cái tham số tên A, các bạn có thể tưởng tượng nó là biến cũng được, tuy nhiên nó hơi đặc biệt. Trong hàm men chúng ta có biến tên B, ở đây F cũng có một biến tên B,
Tuy nhiên đã là cục bộ thì các bạn lưu ý rằng chúng ta gọi biến A không là chưa đủ. Tôi gọi A ở đây tôi nói là biến A, thì đúng hơn tôi phải nói là biến A của men, biến B của men, của hàm men. Tôi gọi A là tham số của F, B này là tham số của F. Tuy nhiên thường chúng ta không dông dài như vậy là do khi thực thi thì nó sẽ phải đứng ở trong một hàm nào đó. Và trong cái ngữ cảnh đó, tức là đương đứng tại hàm nào, đương thực thi tại hàm nào, thì dĩ nhiên AB đó là của hàm đó. Cho nên chỗ này nè, khi tôi quan sát cái men này thì tôi có thể che những cái chuyện này, tôi không cần biết ở đâu đó có AB vân vân. Và dĩ nhiên chữ A này phải là biến này, tức là biến của men. Và tương tự như vậy ha, những cái đó. Vậy thì cái ý rằng cục bộ nó là cái riêng, nó là cái riêng. Và thêm nữa đó là gì? Nó đi cùng với cái sự thực thi. Ở chỗ là các bạn thấy, khi chúng ta thực thi thì chúng các bạn tưởng tượng nè, chúng ta thực thi hàm men, vậy thì tôi thực thi lệnh đầu tiên của men, lệnh tiếp theo rồi vân vân, và sau đó chúng ta thực thi hàm F. Và như vậy chương trình chuyển vào thực thi cái hàm F này. Và khi thực thi cái hàm F, các bạn rõ ràng là chúng ta thấy là gì? Tôi cần phải có cái vùng nhớ cho A nè, vùng nhớ cho B của F. Và chúng ta thực thi những cái lệnh của F. Sau khi chúng ta thực thi những cái lệnh của F xong rồi thì cái AB này sẽ không còn ý nghĩa nữa. Và như vậy tức là nó sẽ bị thu hồi, cái vùng nhớ của nó không còn, bởi vì bản thân nó không còn ý nghĩa gì nữa khi ra khỏi cái hàm đó. Thì cái vùng nhớ đó bị thu hồi. Và sau khi F này kết thúc thì chương trình trở lại men. Cái lý do người ta gọi nó là cục bộ các thứ là như vậy ha. Giờ bây giờ tôi chạy debug, tôi nhấn F10 ha. Tôi nhấn F10. Các bạn thấy con trỏ nó để ở đây, cái màu vàng này nè, cho biết nó biểu thị cái chuyện là đương thực thi ở đâu. Thì nó để ở cái bắt đầu của hàm men để nói rằng nó chuẩn bị thực thi cái hàm men, chuẩn bị thực thi cái hàm men. Tôi nhấn F10 nữa thì nó xong cái bước khởi động cho cái hàm men này. Thì một trong những cái công việc khởi động đó là gì? Tính toán những cái vùng nhớ cần cho cái hàm men này. Chẳng hạn ở đây cái vùng nhớ đó ít nhất phải rộng 8 bài và hơn để chứa cái biến A và biến B. Vậy thì cái vùng nhớ đó chính là vùng nhớ cục bộ của men ha, mà chúng ta gọi đó là cái stack. Và trên cái stack đó các bạn tưởng tượng nó sẽ chứa men và sau đó là chứa những cái hàm khác nữa trong cái quá trình gọi hàm. Lý do người ta gọi đây là cái stack là vậy. Chúng ta đưa các bạn tưởng tượng nó như là cái chồng đĩa, mà khi chúng ta bắt đầu thì cái chồng đó rỗng. Bây giờ tôi bắt đầu thực thi men thì sẽ phải có cái vùng nhớ cho men. Thì các bạn tưởng tượng như là nó lấy cái đĩa, bởi vì trên đĩa đó chúng ta có thể ghi thông tin các thứ rồi đó, bỏ vào trong cái chồng đó. Vậy thì cái stack đó bây giờ có duy nhất trên đó là cái vùng nhớ cho men. Các bạn có thể tưởng tượng đó là cái đĩa chứa thông tin của men. Chứa thông tin của men. Trên cái đĩa đó chúng ta có vùng nhớ cho AB, vùng nhớ cho AB. Con trỏ đường ở đây nghĩa là nó chuẩn bị thực thi cái lệnh gán A bằng 10 này nè. Dĩ nhiên khi tôi ở đây rồi, tôi có thể kiểm tra cái đĩa của cái men này. Đấy, các bạn thấy chẳng hạn tôi gõ cái men và nó chứa, và các bạn thấy nó chứa rất là nhiều thứ. Thì trên đó nó có cái vùng nhớ của A và chúng ta gõ địa chỉ của A đây. Đây, đây là 4 bài của A. Và nó chứa CC một cái giá trị khá đặc biệt. Các bạn có thể tưởng tượng rằng nó chưa được khởi động. Nó chứa rác trong đó. Các bạn tưởng tượng rằng cái đĩa của A, cái đĩa của men này có chỗ cho A, có chỗ cho B, nhưng mà chưa ghi cái gì.
Dĩ nhiên về mặt điện tử bên dưới thì tất cả các bit đó hoặc là không hoặc là một, nó không thể cái gì khác, nghĩa là nó luôn có con số gì trong đó, nhưng mà con số đó nó chưa có ý nghĩa, nó không có ý nghĩa ha, phải chúng ta chưa bỏ nó chạy qua. Bây giờ tôi nhấn F10 nè, khi tôi nhấn F10 nghĩa là giá trị 10 này được bỏ vào đúng 4 bài trên cái đĩa của A đó, à, cái đĩa của men tại cái chỗ tương ứng với A, tức là vùng nhớ của A. Và các bạn thấy 4 bài này nó trở thành 4 bài biểu diễn cho con số 10, hiển thị con số 16, và đây là list of endian, các bạn biết nó như vậy rồi đúng không? Rồi, và tôi đương chuẩn bị thực thi lệnh gán B bằng 20. Cũng vậy, tôi kiểm tra cái biến B, tôi nhảy đến địa chỉ của B nè. Thì các bạn thấy B ở địa chỉ 12F7E4 như trong cái này. Và cũng vậy, B này nằm ở đâu? Tức là vùng nhớ này nằm đâu? Nó cũng nằm trên cái đĩa trên men. Mà cái đĩa này nó đương nằm trong cái chồng, cái stack, cái khay định đĩa. Các bạn tưởng tượng, mà cái khay này hiện giờ nó mới chỉ có một cái đĩa duy nhất là men. Và chúng ta lưu ý rằng bây giờ tôi chuẩn bị là chạy cái lệnh printf nè, thì printf này có xài biến A, xài biến B, thì dĩ nhiên nó sẽ truy cập đến cái địa chỉ tương ứng trên cái đĩa của main đó nha. Và như vậy A, B này tương ứng sẽ nhận giá trị 10, 20. Các bạn lưu ý ha. Như vậy không có gì ngạc nhiên khi mà nó in ra 10, 20. À. Ở đây khi các bạn debug nó có một cái công cụ nữa để chúng ta xem. Các bạn vào debug window và các bạn có thể mở cái stack ra coi. Chúng ta gọi đó là cái call stack. Đây, các bạn thấy, các bạn tưởng tượng rằng đây là cái chồng đĩa. Cái chồng đĩa thì cứ thực thi cái hàm nào thì sẽ có một cái đĩa của hàm đó được để lên trên cái chồng này. Cái đĩa đó là vùng nhớ cục bộ của cái hàm đó. Mà thật sự thì thường người ta sao chủ tất cả các đĩa đó, tức là tất cả các đĩa trong chồng đó gọi là vùng nhớ cục bộ luôn. Nhưng mà từng cái đĩa như vậy là vùng nhớ cục bộ của từng cái hàm được thực thi. Các bạn có thể thấy ở đây nè, dưới này là construct, các bạn thấy nè, cái trên cái chồng này ngoại trừ những cái lung tung, bởi vì để thực thi cái main này những cái bước bên dưới nữa, những cái hàm ẩn bên dưới vân vân, thì các bạn cứ tính từ cái main này đi, thì đừng để ý bên dưới này nha. Vậy thì các bạn cứ có thể tưởng tượng bỏ hết bên dưới này đi, cái đĩa, cái chồng đĩa chúng ta hiện giờ mới chỉ có cái đĩa main thôi ha. Và bên trên này các bạn thấy tôi đương chuẩn bị thực thi hàm F nè. Tôi đương chuẩn bị thực thi hàm F. Thì bây giờ nếu mà tôi thực thi, tôi đi vào từng lệnh, thì khi tôi thực thi hàm F, tức là tôi vào hàm F, thì các bạn lưu ý rằng cái đĩa của main này chúng ta chưa có đốc đi được. Tại sao? Bởi vì sau khi thực thi hàm F, tức là hàm F kết thúc, thì chúng ta sẽ trở lại với lại main. Bởi vì các bạn rõ ràng nhìn bên dưới này, giả sử tôi có cái lệnh gì đó nữa, tôi ở đây thêm một cái lệnh nữa để các bạn khỏi băn khoăn như vậy ha. Đây tôi đang chuẩn bị F này. Vậy thì tôi chuẩn bị thực thi F, và sau khi thực thi F kết thúc thì các bạn thấy chúng ta trở lại main với cái dòng lệnh kế tiếp bên dưới F. Điều đó có nghĩa là cái đĩa, tức là vùng nhớ cục bộ cho main này không được, không thể bị hủy đi. Bởi vì hủy đi rồi thì trở ra lấy gì mà dùng ha? Hay nói cách khác là ở chỗ này khi chúng ta gọi một cái hàm khác bên trong thân hàm thì cái vùng nhớ cục bộ cho cái hàm bên ngoài đó chúng ta chưa có kết thúc à, mà cái việc thực thi nó chuyển qua cái hàm mới. Và như vậy nghĩa rằng một cái vùng nhớ cục bộ cho
cái hàm mới đó phải được các phát và đặt lên trên cái vùng nhớ kia. Thì các bạn tưởng tượng như vậy, nghĩa là chúng ta có một cái đĩa mới cho ép và chúng ta bỏ nó lên trên cái đĩa của mềm. Bây giờ tôi đi vào này, F11 ha, F11 để chạy vào trong hàm. Vậy thì các bạn thấy này, bên dưới của chúng ta là men, ngay bên trên đó chính là ép. Thì về vùng nhớ cục bộ, các bạn tưởng tượng rằng chúng ta có vùng nhớ cục bộ cho men và chúng ta chuẩn bị thực thi hàm ép. Như vậy chúng ta có một cái vùng nhớ cục bộ cho ép ngay trên đó. Ngay trên đó là tôi nói hình ảnh, dĩ nhiên nó có thể nằm đâu đó trong bộ nhớ chính, tùy theo cái bố trí của cái nền tảng bên dưới ha. Rồi bây giờ lưu ý, chúng ta đương trong ép, các bạn thấy chúng ta có A có B. Vậy thì hồi nãy trong men chúng ta cũng có A có B, nhưng mà lưu ý bây giờ A B này là A B của ép, hay nói cái khác là gì, những cái biến cục bộ này bây giờ nó sẽ truy cập đến cái đĩa của ép chứ không phải là đĩa của men nữa. À, chúng ta chơi chạy F10 này, thì như vậy là đã khởi động xong rồi cái vùng nhớ đó rồi. Thì lưu ý rằng ở đây có một điều đặc biệt là A này là tham số hình thức, như vậy nó cũng sẽ là một cái vùng nhớ trên vùng nhớ cục bộ của F, cũng như biến cục bộ này cũng vậy. Nhưng mà bởi vì nó là tham số cho nên nó sẽ được khởi động, nó được khởi động bằng cách đặc biệt như thế này. Khi chúng ta gọi ép, chúng ta truyền giá trị 40. Vậy thì khi thực thi hàm ép mà khởi động vùng nhớ xong, thì nó sẽ lập tức bỏ 40 vào trong A. Hay nói cái khác chỗ này nè, các bạn thấy tham số A và biến cục bộ B, thì rõ ràng hai cái này là ý nghĩa khác nhau. Nhưng mà nó giống nhau ở chỗ là gì? A và B này đều nằm trên vùng nhớ cục bộ của ép. Các bạn có thể xem A này như biến cục bộ, nhưng mà nó khác là gì? Đối với biến, các bạn phải khởi động nó và các bạn phải làm gì đó thì nó tường minh như thông thường. Còn đối với tham số này thì qua lời gọi hàm, tôi gọi F40, nghĩa là tôi lập tức đưa 40 cho A này. Và khi mà nó cấp phát vùng nhớ cho A, nó sẽ bỏ luôn 40 vào trong đó. Các bạn như vậy, khi bắt đầu thực thi ép, chúng ta có ngay vùng nhớ cho A, B, nhưng mà A này lập tức chứa 40. Cho nên, ở đây nè, ở đây ha, chúng ta tùy đến cái vùng nhớ của A nè. Các bạn thấy, vùng nhớ của A, vậy thì A nào ở đây? A bây giờ chính là A này. Và nó chứa 40 trong đó, theo cơ số 16 nó là 28 ha, 28. Tôi đến vùng nhớ của B, dĩ nhiên cũng là B này, và nó đều nằm trên cái đĩa của F á, trong cái stack đó. Và các bạn thấy nó chưa có chứa cái gì trong đó, bởi vì chúng ta chưa thực thi cái lệnh khởi động, lệnh gán 40 vào B này. Tôi chạy nó và nó chứa 40 trong đó. Như vậy bây giờ tôi thực thi lệnh in A, B ra thì rất rõ ràng là gì? Chúng ta đương ở F và vùng nhớ cục bộ chúng ta đương là vùng nhớ cục bộ của F. Trên stack, cái đỉnh trên cùng, chúng ta có hai cái đĩa, ở dưới là main, ở trên là F. Vậy thì nó sẽ lục trong cái đĩa ở trên. Cho nên lệnh in ra này chính là A, B của F và do đó là 40. Bây giờ tôi đương ở cái thời điểm chuẩn bị rời khỏi hàm này, các bạn thấy con trỏ nó để ở đây, màu vàng để ở đây. Tôi mà nhấn một cái nữa thì điều gì xảy ra? Chúng ta sẽ rời khỏi hàm ép này. Khi chúng ta rời khỏi hàm ép thì về mặt ý nghĩa, ngữ nghĩa logic là gì? Tham số A này cũng như biến cục bộ của B này không còn ý nghĩa gì nữa. Nó của riêng ép mà ép xong rồi, không còn ý nghĩa gì. Và về mặt bộ nhớ để tiết kiệm, như vậy
cái đĩa của S này bị thu hồi. Bị thu hồi. Cái vùng nhớ này bị thu hồi. Bởi vì nó đâu còn dùng gì nữa. Khi nó bị thu hồi, nó có thể được cấp phát cho những cái thằng khác. À, vậy thì bây giờ tôi nhấn ép các bạn tưởng tượng ở đây nè, tôi vẫn đương còn hai cái đĩa, cái men bên dưới và cái ép ở trên. Bây giờ tôi nhấn ép nữa, vậy thì cái vùng nhớ cục bộ cho ép này sẽ bị thu hồi. Rồi các bạn thấy nó bị gỡ rồi. Và bây giờ chúng ta trở lại với men, và trong cái khai đĩa chúng ta bây giờ chỉ có duy nhất một cái đĩa là đĩa men. Điều đó có nghĩa là biến A, biến B trong F khi nãy không còn ý nghĩa gì nữa. Vùng nhớ nó đã bị thu hồi. Cái giá trị 40-40 trên đó, các bạn có thể tưởng tượng rằng là nó bị gỡ đi. Chúng ta tạm thời tưởng tượng như vậy đi. Mặc dù nó không hẳn như vậy, nhưng mà về mặt logic nó như vậy ha. Rồi bây giờ trở lại ở đây thì cái đĩa trên đỉnh start bây giờ chính là men, cho nên chữ A, chữ B bây giờ cũng vậy, tôi AB, nhưng mà AB này lại là AB của men, cho nên chỗ này tôi gõ địa chỉ của A. Thì các bạn thấy tôi đến vùng nhớ mà nó chứa giá trị 10 trong đó, và tôi gõ địa chỉ của B thì tôi đến vùng nhớ có chứa giá trị 20 trong đó. Và dĩ nhiên chúng ta in ra AB thì giá trị cũ, tức là giá trị của men là 10-20 được in ra. Và chúng ta đến điểm kết của hàm men. Nó cũng men, nó cũng như bao hàm khác, nhưng mà nó đặc biệt ở chỗ nè. Bây giờ mà tôi kết thúc men thì tôi sẽ trả quyền điều khiển lại cho hệ điều hành, và hệ điều hành sẽ kết thúc luôn cái tiến trình này của chúng ta. Nó khác với lại kết thúc F khi nãy. Khi tôi kết thúc F thì tôi sẽ trả lại điều khiển cho men, và men này cũng là chương trình, cái hàm trong chương trình chúng ta, nghĩa là chương trình chúng ta vẫn tiếp tục thực thi với những cái lệnh kế tiếp trong men. Còn bây giờ tôi kết thúc hàm men, nó sẽ trả quyền điều khiển lại cho hệ điều hành, và nó sẽ kết thúc cái tiến trình này luôn, và chương trình chúng ta kết thúc. Tôi nhấn F10 nữa nè. Thì ở đây do cái bên dưới nó có một vài cái hàm bọc bên dưới, thực tế cái men chính nó là cái men này, cho nên nó loại này ra, rồi các thứ vân vân, rồi nó cũng kết thúc. Tuy nhiên cái chỗ này các bạn có thể coi như là nó trả lại điều hành, và chương trình cũng sẽ kết thúc ha. Rồi tóm lại, cái vùng nhớ cục bộ, cái gọi là stack, là cái khi nãy tôi đã minh họa. Các bạn tưởng tượng rằng đó là một cái chồng, một cái khay đĩa đi, cái khay đĩa mà khi chúng ta thực thi các hàm thì từng cái hàm như vậy sẽ được cấp phát vùng nhớ cục bộ của nó, tức là được cấp một cái đĩa, chúng ta gọi là cái đĩa của cái hàm đó, và cái đĩa đó chứa các biến, chứa các biến cục bộ của cái hàm đó, và có cả cái tham số của cái hàm đó. Vâng, chúng ta xuất phát từ một cái chồng đĩa hay một cái khay đĩa không có cái gì, và khi tôi bắt đầu cái hàm nào đó thì cái vùng nhớ cục bộ của nó được thêm vào trên đỉnh của cái chồng đó. Như vậy tôi bắt đầu từ men thì một cái đĩa cho men được thêm vào, trong đó có các vùng nhớ chứa biến cục bộ của men. Và khi trong men gọi hàm nào đó, vậy thì dĩ nhiên rồi, kết thúc hàm đó thì nó trở lại men, cho nên cái đĩa của men không kết thúc, cái đĩa của men không bị hủy, mà nó sẽ nhảy vào trong cái hàm mới, và hàm mới đó trước khi thực thi lại cấp phát, nó lại được cấp phát một cái vùng nhớ cục bộ cho nó. Và nếu trong cái hàm đó lại được, hàm đó lại gọi một cái hàm khác nữa, thì nó lại tiếp tục như vậy. Và chúng ta có 3-4 cái đĩa nè, và mỗi lần mà một cái hàm kết thúc thì cái đĩa đó lại được gỡ đi. Và nếu mà cái men kết thúc thì chúng ta không còn cái đĩa nào nữa, và chương trình kết thúc ha. Vùng nhớ cục bộ như vậy nó là vùng nhớ riêng cho từng hàm.
vùng nhớ riêng cho từng hạt. Các bạn có thể xem đó là cái đĩa, trên đó có ghi thông tin là các biến, chủ yếu là các biến cục bộ của cái hạt. Nó được tạo ra khi nào? Khi hàm bắt đầu thực thi. Khi tôi chuẩn bị thực thi một cái hàm thì cái đĩa của cái hàm đó, tức là vùng nhớ cục bộ của hàm đó, được tạo ra và bỏ lên trên đỉnh của cái khay, cái chồng đĩa hiện tại. Khi đương trong cái hàm thì mọi truy cập đến biến, tham số các thứ nó đều diễn ra trên cái đĩa đó, tức là trên vùng nhớ cục bộ của cái hàm đó. À, mà nó không có liên quan đến những cái biến khác ở những cái hàm khác, tức là không liên quan đến những cái đĩa khác. Khi hàm đó kết thúc thì cái đĩa đó được giải phóng. À, cái đĩa đó được giải phóng và được gỡ ra khỏi. Và dĩ nhiên như vậy, kết thúc cái hàm này thì nó sẽ trả quyền điều khiển lại cho cái hàm trước đó đã gọi nó. Và đồng thời như vậy là gỡ cái đĩa của nó ra thì cái đỉnh bây giờ lại là cái đĩa của cái hàm trước đó. Nó tương ứng như vậy. Và điều này nó được quản lý tự động. Chúng ta không có rớ vào, các bạn không có tự ý tạo cái đĩa đó, cũng không có yêu cầu hủy cái đĩa đó được. Nó sẽ tự động làm. Cái ví dụ này cho thấy rõ hơn cái chuyện này. Khi nãy tôi đã nói là khi mà cái hàm bị thu hồi thì cái hàm kết thúc thì vùng nhớ cho nó bị thu hồi. Tuy nhiên đó là về mặt logic. Còn về thực tế thì việc thu hồi đó nghĩa là gì? Thì cái ví dụ này chúng ta sẽ thấy nó rõ hơn. Ví dụ này rất là hay nha các bạn, mà nắm được thì chúng ta nắm được cái vùng nhớ cục bộ này rất là tốt. Trở lại chương trình, chúng ta cũng có hàm main và hàm ép. Chúng ta luôn thực thi từ hàm main, và trong main như vậy nó có gọi ép thì nó sẽ chuyển điều khiển vào trong này, vân vân, và cái thứ vân hai chúng ta đã rõ khi nãy rồi. Bây giờ tôi chạy từng cái nè. Vậy thì tôi có cái đĩa cho main, vùng nhớ cục bộ cho main. Trên vùng nhớ cục bộ cho main này chứa các thông tin của nó, trong đó quan trọng là có cái vùng nhớ cho biến cục bộ B. B này là con trỏ. B này là con trỏ. Tôi chưa gán cái gì cho nó, nhưng mà tôi đã có nó trên cái vùng nhớ cục bộ của main. Tôi nhảy đến địa chỉ của B. B là con trỏ cho nên nó chứa địa chỉ đó rộng 4 byte. Như vậy đây là 4 bài của B này. B chứa cái gì? B chứa kết quả trả về từ F nha. B này tạm xem là chưa chứa cái gì hết, vì tôi chưa thực thi F mà. Cái lệnh này sẽ gọi thực thi F và trả kết quả về trong B. Như vậy đương nhiên là F này phải trả về địa chỉ. Đây, các bạn thấy F được khai báo trả về in sao, tức là địa chỉ đến một in. Mà con trỏ B này được khai báo là gì? In sao, tức là chứa địa chỉ của một in. Mọi thứ rất là hợp, không vấn đề gì hết. Bây giờ tôi đi vào trong F11 để đi vào. Tôi chuẩn bị thực thi F này. Tôi nhấn cái nữa, chuẩn bị thực thi lệnh đầu tiên. Các bạn thấy nè, vùng nhớ cục bộ cho main ở dưới, trên đó là vùng nhớ cục bộ cho F. Trong vùng nhớ cục bộ cho F có cái gì? Có biến A của F. Và A, tôi lưu cái địa chỉ của A lại đây, chúng ta sẽ dùng nó xíu nữa. Biến A nè, địa chỉ của A bằng, và nó thuộc stack của F, các bạn lưu ý nha.
Tức là các bạn tưởng tượng trên cái đĩa của em nó có dán cái nhãn A trên đó và có cái chỗ để các bạn ghi giá trị của A trên đó, tức là vùng nhớ của A. Và cái chỗ đó chính là có địa chỉ là 26F8CC. Bây giờ tôi bỏ A bằng 10 vào. Các bạn thấy giá trị 10 này chứa trong A. Lưu ý chỗ này là của F ha. Và chương trình trả về cái gì? Return địa chỉ của A, tức là trả về con số, cái địa chỉ là 0026F8CC này, nó sẽ trả về địa chỉ này. Và tôi kết thúc hàm F. Khi tôi kết thúc hàm F, các bạn thấy cái đĩa vùng nhớ cục bộ của F đã được giải phóng. Điều đó có nghĩa là cái vùng nhớ stack của F bị thu hồi, trong đó có vùng nhớ chứa biến A. Dĩ nhiên bây giờ tôi nói A là không còn ý nghĩa, nhưng mà tôi nói A trước đó, tức là cái vùng nhớ 4 bài tại địa chỉ 26F8CC. Trước đây nó thuộc stack của F, bây giờ vùng nhớ này đã bị thu hồi. Và dưới này các bạn thấy không còn cái vùng nhớ đó nữa. Nhưng mà cái địa chỉ trả về đó, hồi nãy chúng ta đã trả về 26F8CC của A đó, nó sẽ được bỏ vào trong B. Đây, và giá trị của B nè, các bạn xem nè, nó chính là 26F8CC. Có nghĩa rằng B trỏ đến cái vùng nhớ trước đây của A, vùng nhớ nó thuộc stack của F, mà nó đã bị thu hồi. Trước đây trên đó nó chứa giá trị 10. Bây giờ tôi thực thi lệnh in này, thì cái chỗ này có vấn đề. Ở chỗ là gì? Sao B này sẽ đi theo cái địa chỉ này, tức là địa chỉ 26F8CC này, để đến cái vùng nhớ 4 bài. Các bạn nhớ lại, đó chính là vùng nhớ 4 bài của A trước đây, và nó nằm trên stack của F, cái đĩa của F, mà cái đĩa này đã bị thu hồi. Vậy thì chúng ta đã truy cập đến một vùng nhớ không bị, đã bị thu hồi. Đó là logic. Tuy nhiên nếu tôi chạy cái này thì điều gì xảy ra thực tế? Điều gì xảy ra ngoài thực tế? Tôi chạy thử. Các bạn thấy chương trình không bị treo hay bất kỳ cái gì hết. Và chúng ta xem thử nó in ra cái gì. Nó vẫn in ra giá trị 10. Các bạn lưu ý rằng vùng nhớ này trước đây của A, và chúng ta đã bỏ giá trị 10 vào trong đó. Bây giờ nó vẫn in ra đúng như gì. Điều đó có nghĩa rằng có vẻ như là vùng nhớ đó vẫn còn đó. Tuy nhiên không phải như vậy. Cái vấn đề đó là gì? Thực sự khi chúng ta đã kết thúc hàm F, thì vùng nhớ của biến A trong F, tức là vùng nhớ tại địa chỉ 26F8CC, nó nằm trong stack của F, và do đó nó đã bị thu hồi. Mặc dù B này vẫn trỏ đến vùng nhớ đó, và chúng ta cố tình truy cập đến nó, nhưng mà lưu ý về mặt logic, đây là việc truy cập đến vùng nhớ đã bị thu hồi, và coi như là vi phạm. Bị chúng ta phạm quy, vùng nhớ đã thu hồi rồi mà, ta đâu có sai được nữa. Tuy nhiên về mặt thực tế đó là gì? Chính xác là vùng nhớ đã bị thu hồi, nhưng mà cái cách thu hồi là quan trọng. Cụ thể chúng ta thu hồi theo kiểu gì? Chúng ta ở đây tức là nền tảng bên dưới hay là hệ điều hành chẳng hạn, nó thu hồi bằng cách gì? Rất đơn giản, nó chỉ đánh dấu rằng cái đĩa đó bị thu hồi. Các bạn có thể tưởng tượng rằng cái đĩa đó được đem ra, gỡ ra, tức là thay vì để trên chồng ngăn cái khay đó, tôi đem ra ngoài. Mà thực tế rằng bên trong bộ nhớ nó không có cái gỡ bộ nhớ hay cái gì hết, mà đơn giản rằng nó sẽ đánh dấu là cái đĩa đó đã bị thu hồi. Tuy nhiên nội dung bên trong cái đĩa đó có bao gồm giá trị của biến A thì nó không bị xóa đi. B
về nguyên tắc khi chúng ta đã thu hồi rồi thì vùng nhớ trên đó không còn ý nghĩa, tức nghĩa là các bạn lấy dẻ các bạn chùi hết mọi thứ trên cái đĩa đó đi là được, không ai cấm các bạn. Tuy nhiên công việc đó sẽ tốn kém thời gian, muốn xóa mà. Cho nên ở đây đơn giản nhất là gì, nó chỉ đánh dấu rằng cái đĩa đó bị thu hồi mà không có xóa, mặc dù xóa được quyền nhưng mà nó không có xóa cái gì thế đó, và dẫn đến là một cái sự truy cập cứng đầu, cố ý sai trái đến cái chỗ A trên cái địa đó thì vẫn cho ra kết quả tốt, tức là giá trị 10. Thì cái hình ảnh này rất dễ hiểu thôi. Chúng ta có cái đĩa cho men ha, và sau đó khi chạy ép thì chúng ta có đĩa cho ép, và trên cái đĩa cho ép đó sẽ có biến A, và bỏ giá trị A 10 vào, nghĩa là các bạn tưởng tượng là tôi lấy cây bút, tôi ghi số 10 vào cái chỗ cho biến A trên cái đĩa của ép đó. Sau khi hàm đó kết thúc thì tôi lấy cái đĩa đó ra ngoài, tôi nhận với hành động đánh dấu là đã bị thu hồi, nhưng mà tôi không có chùi cái đĩa lấy ra đó, và dẫn đến thằng B này, chương trình men men chúng ta có con trỏ đến cái vùng nhớ đó, tức là có liếc đến cái vùng nhớ đó thì vẫn cho ra kết quả là 10. Nhưng mà chúng ta lưu ý cái vùng nhớ này về mặt logic là đã bị thu hồi, cho nên chương trình này mặc dù các bạn thấy không có cái vấn đề gì hết, tuy nhiên nó lại có vấn đề. Bây giờ hiện trạng trở lại nha, các bạn đã rõ rồi, men gọi ép này có một biến cục bộ chứa giá trị 10 và trả về địa chỉ của biến cục bộ đó. B trong men sẽ chứa địa chỉ đó, và men sẽ vẫn cố tình truy cập đến cái vùng nhớ đó của ép sau khi ép đã kết thúc, và việc truy cập đó vẫn còn tốt do cái lười biếng, cái không có xóa nội dung trên vùng nhớ đã thu hồi của hệ điều hành. Lười biếng là không đúng ha, để tiết kiệm thời gian công sức nó sẽ không xóa, cho nên chỗ này cơ bản là vẫn tốt, bởi vì vẫn in ra được giá trị 10. Tuy nhiên bây giờ tôi đơn giản tôi sửa nó lại như thế này, tôi có một cái hàm không đâu vào đâu hết ha, hàm G, tôi có hàm G, tôi có trong G có một cái biến gì đó tên gì đó bất kỳ, biến B đi, và tôi bỏ giá trị 20 vào trong đó. Tôi vừa làm cái chuyện là tạo một cái hàm G khai báo biến B in và bỏ 20 vào trong biến B đó. Dĩ nhiên bây giờ chúng ta chạy thì nó vẫn in ra giá trị 10, không có cái gì xảy ra cả. Tại sao? Bởi vì tôi vừa khai báo có G như vậy, nhưng mà trong men tôi vẫn như vậy mà. Tuy nhiên cái điều hay là nó chỗ này. Bây giờ các bạn tưởng tượng ha, tôi đơn giản tôi chèn cái hàm G vào đây, ngay sau cái lời gọi ép, tôi chèn cái thằng G vào. Tôi chen thằng G vào, và các bạn lưu ý này, cơ bản G này không làm cái gì cả, ngoại trừ cái chuyện nó bỏ 20 vào biến cục bộ của nó, và nó không làm. Hàm này trông rất ngớ ngẩn. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy cái hệ quả. Tôi chen thằng G vào sau cái lời gọi F gán vào B, trước cái lệnh đi truy cập này. Tức là tôi có và không có G chỗ này nè, trước đây là không có nè, thì chương trình in ra 10, đó chính là giá trị trong biến cục bộ A này của F, chúng ta đã nói rất kỹ cái đó rồi. Bây giờ tôi có G, các bạn sẽ thấy chương trình này là in ra 20, nó in ra 20 nè, con số này từ đâu mà có,
con số này chính là 20 của B. Của G này. Và các bạn rõ ràng thấy là nó rất kỳ lạ chỗ là tự dưng cái con số 20 này nó lại nhảy vào dường như là chỗ này. Đây. Vâng ha. Và dĩ nhiên cái đoạn chương trình này các bạn sẽ không tài nào hiểu được nếu chúng ta không rõ về cái hoạt động của vùng giá cục bộ. Và nếu các bạn hiểu được thì các bạn nắm coi như là tốt về cái vùng giá cục bộ. Chúng ta nói cái hiện tượng ha, có G thì nó là 20, mà không có G thì nó như bình thường trước đây giá trị 10 nè. Bây giờ có G thì nó là 20. Đây. Vậy thì tại sao nó như vậy? Bây giờ trở lại. Tôi thực thi từng cái để chúng ta xem. Ý gì như vậy? Tôi đã gọi thực thi F và như vậy cấp phát một cái đĩa cho F. Trên cái đĩa cho F đó có cái chỗ để chứa A. Các bạn có thể tưởng tượng cái đĩa đó nó có cái vành mà ngay cái chỗ thường thói quen gì đó chúng ta cấp phát A ngay cái chỗ đầu tiên đó. Và bỏ ghi giá trị 10 trong đó. Sau đó B sẽ chứa địa chỉ của A. Đó chính là chỗ này 36, nó khác khi chúng ta chạy khi nãy nghe, mỗi lần chạy nó mỗi khác. 36 F 9 E 0. Đây là địa chỉ của A đó. Đó là cái chỗ mà ghi cái giá trị của A trên cái đĩa của F đó. Và bây giờ chúng ta gọi G mới là vấn đề. Các bạn lưu ý nè. Bây giờ chúng ta đương ở men, nghĩa là chúng ta vẫn chỉ có một cái đĩa trong chồng thôi. Trước đó tôi đã thu hồi cái đĩa cho F, nghĩa là tôi lấy ra khỏi cái chồng và tôi để vào cái chỗ mà tạm gọi là gì, cái những cái đĩa mà ai muốn lấy thì lấy đó. Tức là tôi đã đánh dấu thu hồi, nhưng mà tôi không có chùi cái gì trên đó, tôi không có chùi cái gì trên đó, và dẫn đến là gì, B này trỏ đến cái vùng nhớ mà trên đó chứa giá trị 10, và nếu chúng ta in ra lúc này thì nó là 10. Nhưng mà bây giờ tôi gọi G, F11 để đi vào G nè. Vậy thì điều gì xảy ra? Khi chúng ta gọi G thì trên đỉnh chồng xếp bây giờ nó vẫn chỉ có men. Nhưng mà chúng ta cần cục vùng giá cục bộ cho G, tức là cần một cái đĩa cho G. Vậy thì lấy cái đĩa, cần cấp phá một cái đĩa cho nó. Vậy thì tình cờ chỗ này nó lấy đúng cái đĩa mà trước đây chúng ta đã cấp phát cho A. Bởi vì đĩa đã cấp phát, xin lỗi, cho F ha, là đã bị thu hồi rồi mà. Nghĩa là ai ưng sai sai. Vậy thì tình cờ nó lấy đúng cái đĩa đó là. Cũng không phải tình cờ đâu. Bởi vì cái gì vừa vào thì vừa ra thì được cấp phát, được đưa lại liền. Cái chuyện đó nó dĩ nhiên có một cái, có thể là có một cái cách làm, một chiến lược khác của nền tảng bên dưới, nhưng mà đúng ra nó vẫn làm như vậy đó. Chỗ này tức là gì, khi một cái đĩa, tức là vùng nhớ cục bộ của cái hàm nào đó bị thu hồi thì các bạn tưởng tượng là chúng ta lấy nó ra, tức là đánh dấu thu hồi. Và nếu mà một hàm mới được gọi, nó cần một cái đĩa của nó, thì thường nó đưa luôn cái đĩa mới được lấy ra đó cho cái thằng mới đó. Và khi tôi lấy, nếu mà tình huống đó xảy ra, và hơn nữa tình cờ là gì, biến B này sẽ là biến đầu tiên, biến cục bộ của G. Vậy thì cái đĩa, người ta vừa tình cờ lấy cái đĩa cũ của F cho G, mà hơn nữa là chỗ bắt đầu của B cũng chính là chỗ bắt đầu của A, cũng do thói quen. Các bạn tưởng tượng trên đĩa nó cũng có thói quen là bắt đầu từ ngồi vành, nó ghi vào bên trong, và ở trên vành thì tại vị trí nào đó cụ thể. Vậy thì cái đĩa cũ của F bây giờ dùng cho G, và tình cờ cái chỗ ghi của B, vùng nhớ của B, nó chính là cái chỗ của A. Và như vậy ở đây địa chỉ này, các bạn lưu ý, cũng cùng cái địa chỉ này, trước đây là A trên cái đĩa của F, bây giờ nó chính là B
trên cái đĩa của rê, cũng cùng cái chỗ này thôi. Và khi tôi bỏ 20 vào, các bạn xem nè, tôi bỏ 20 vào, thì cái chỗ này bây giờ nó không còn chứa 10 nữa, mà nó chứa 20. Nó chứa 20. Và con trỏ B này vẫn cứ trỏ đến cái địa chỉ của A cũ đó, của F cũ đó, nhưng mà bây giờ nó chính là B của G. À, và như vậy nó in ra giá trị là 20. Nên ra giá trị 20. À. Rồi bây giờ chỗ này tôi sẽ làm cái bài tập này với cái cách chúng ta làm cái đã. Là chúng ta sẽ, dĩ nhiên công việc các bạn sẽ phải làm, cái chương trình chúng ta viết sẽ bị sai, là không đúng ha. Bây giờ tôi sẽ viết cái hàm phân này cho các bạn. Hãy viết hàm phân để đoạn chương trình sau in ra kết quả hello. Chúng ta quan sát cái hàm này ha. Hàm phân này không nhận cái gì hết. Bây giờ trở lại tôi sẽ viết cái hàm đó. Đây là đoạn chương trình này sẽ thực thi bên trong, các bạn làm thử, các bạn cũng vậy. Công việc của các bạn là viết cái hàm phân để khi tôi chạy thì chương trình nó sẽ in ra hello. Đây, bây giờ tôi sẽ viết cái hàm đó. Đầu tiên các bạn thấy phân này trả về cái gì? Trả về cha sao? Bởi vì tôi tách ra cho dễ nhìn. Giá trị của phân được gán vào S, mà S này kiểu cha sao, cho nên phân này phải trả về cha sao. Còn không, xa hơn một xíu đó là gì? S này sẽ chứa địa chỉ của chuỗi, đó chính là mảng ký tự. À, và như vậy phân này sẽ phải trả về con trỏ đến mảng ký tự, mà chính là con trỏ đến cha, đó chính là ký tự đầu tiên của mảng ha. Địa chỉ của mảng chính là địa chỉ của ký tự đầu tiên, của phần tử đầu tiên của mảng. Ở đây là chuỗi, như vậy đó là ký tự ha. Vậy thì trước hết S này phải trả về cha sao, ai xin lỗi phân ha, và không nhận cái gì hết. Và không nhận cái gì hết. Bây giờ ha, làm sao để chương trình này chạy và in ra hello, in ra hello. Những cái bạn làm đơn giản nhất, chúng ta trả về chuỗi hello, return hello. Hello này sẽ là một chuỗi và chúng ta return nó. Các bạn cần lưu ý rằng điều gì xảy ra ở chỗ này, chúng ta không có trả về một cái chuỗi được. Các bạn nghĩ rằng tôi trả về một cái chuỗi, tức là một cái đối tượng mà có 2, 4, 5 ký tự trong đó, hay nhiều bạn nghĩ rằng tôi trả về 5 ký tự, lần lượt 5 ký tự chẳng hạn, vậy đó hoàn toàn sai. Chuỗi của chúng ta đơn giản như vậy sẽ là gì? Là địa chỉ đến mảng ký tự, hay nói cách khác để dễ hình ảnh là địa chỉ đến ký tự đầu tiên. Cho nên công việc thực sự của chỗ này đó là gì? Nó sẽ cấp phát một vùng nhớ chứa các ký tự H, E, L, L, O. Mỗi ký tự là một byte, mã ASCII của nó, và
kết thúc bằng ký tự nô do quy ước của Chúa chúng ta đã nói rồi. Và nó trả về cái gì? Trả về địa chỉ của cái cô nhà đầu tiên đó. Tôi chạy ha, tôi chạy vào bên trong nè. Rồi nó trả về cái gì? Bởi vì nó sẽ trả về địa chỉ, nhưng mà chỗ này chúng ta không thấy được, ở đây nó không có ghi, bởi vì chúng ta cũng không có chứa vào cái gì để thấy nó thôi nha. Bởi vì các bạn chỗ này không thể gõ cái kiểu địa chỉ của cái chuỗi hello đó được, nó không có ý nghĩa chỗ này. Cho nên đúng ra chương trình chúng ta chỉ cần bây giờ chúng ta sẽ chứa bên dưới mà. Ha, rồi chúng ta đi tiếp. Như vậy chỗ này nè, tôi lưu ý, khi chúng ta khai báo cái chuỗi này, vậy thì nó sẽ tạo ra một vùng nhớ chứa lần lượt các ký tự này, tức là gì? Là mã ký của ký tự này và kết thúc bằng ký tự nôn. Ha. Và chúng ta trả về cái gì nè? Chúng ta trả về địa chỉ của ký tự đầu tiên, tức là chữ H này. Và nhờ cái địa chỉ đó chúng ta lần ra nguyên cái chuỗi này, bởi vì sau đó sẽ là chữ A, sau đó là L, là mã ASCII và L, là chữ O, và sau đó là NUN, nghĩa là coi như hết tất chuỗi rồi. Rồi bây giờ tôi chứa nó vào trong S này. Chứa nó vào trong S này, cho nên các bạn thấy S sẽ chứa địa chỉ của cái bài đầu tiên đó, tôi gõ S ra đây. S chứa địa chỉ mà. Như vậy các bạn thấy vùng nhớ đó là gì? Tại địa chỉ này, và nó là 48, 48 chính là mã ASCII của ký tự H, 65 là chữ E, 6C là chữ L, 6C là L, 6F là chữ O, và sau đó các bạn đó, các bạn thấy NUN nè. Như vậy chỗ đó, vùng nhớ đó là chứa các ký tự này. Bây giờ nếu các bạn in ra phần trăm S mà các bạn đưa S vào, nó làm gì? Nó sẽ đến cái vùng nhỏ đó và lấy các con số trong đó từng bài và thành mã ASCII. Nó sẽ in ra hello cho các bạn như đúng yêu cầu. Tuy nhiên cái lệnh này là vấn đề. Tôi chạy tiếp. Các bạn thấy lỗi xảy ra ở đây. Lỗi xảy ra nè. Như vậy nếu các bạn viết như thế này là không được. Các bạn lưu ý nha, đề cho là gì? Y xì những cái này các bạn không được sửa. Ngoại trừ tôi đã tách cái này ra để các bạn dễ nhìn thôi, bây giờ tôi gom lên lại ha. Tôi gom lên lại. Công việc của các bạn là không có sửa cái này, hay nói cách khác là men của các bạn y xì như vậy. Các bạn chỉ có viết cái phần này, dĩ nhiên nó sẽ như thế này, nghĩa là công việc các bạn viết cái bên trong này. Các bạn viết như thế này bị lỗi, tôi chạy không đề bớt nè. Các bạn thấy đó, lỗi nè. Tại sao lỗi? Nó chính là do cái chỗ này, chúng ta sẽ phân tích. Chúng ta bỏ cái lệnh, tôi tạm thời bỏ cái lệnh này đi thì không có vấn đề gì hết. Nó sẽ in ra hello nè, hello đúng yêu cầu nè. Bởi vì tôi cần chạy chương trình và in ra chuỗi hello. Nghĩa là nếu không có cái lệnh này, các bạn đã xong việc. Vậy thì tại sao cái lệnh này lại gây lỗi? Chúng ta trở lại. Khi hàm phân này chạy, các bạn thấy nó trả về địa chỉ của chuỗi này, và các bạn biết rằng chuỗi này sẽ là một mảng ký tự, và như vậy nó phải để trên vùng nhớ. Vấn đề đó là cái hàng chuỗi này sẽ được cấp phát trên vùng nhớ gọi là vùng nhớ tỉnh. À, vùng nhớ tỉnh. Nó không phải là vùng nhớ cục bộ, cũng chẳng phải là vùng nhớ cấp phát động nha. Khi chương trình chúng ta thực thi, chúng ta có bộ nhớ chính cho chương trình.
và trên bộ nhớ chính đó nó ngăn ra nhiều vùng lớn, mỗi vùng có một nhiệm vụ khác nhau. Chúng ta đã nói về vùng cục bộ, chúng ta sẽ nói về vùng cấp phát động, mà bên cạnh đó nó có cái vùng gọi là vùng nhớ tỉnh. Vậy thì cái chuỗi, hàng chuỗi này nè, nó sẽ đi vào cái vùng nhớ tỉnh. Như vậy nó sẽ cấp phát một cái vùng nhớ trên vùng nhớ tỉnh và bỏ các chữ H, E, L, L, O này vào, và dĩ nhiên kết thúc nôn nữa, và trả về địa chỉ của chỗ đó. Và các bạn thấy cái lệnh này nè, khi chúng ta có S trỏ đến ký tự đầu tiên thì S không là chỉ đến cái ô đầu tiên của cái chuỗi hello đó. Nhưng mà các bạn lưu ý, nó nằm trên vùng nhớ tỉnh, mà vùng nhớ tỉnh thì các bạn không được sửa. Vùng nhớ đó chỉ đọc thôi, read only, chúng ta không ghi lên được. Nhưng mà cái lệnh này chúng ta đã cố ý làm cái gì? Bỏ mã ASCII của thằng này vào ô nhớ đầu tiên mà S trỏ đó. Nghĩa là chúng ta ghi lên trên đó và không cho ghi ha, cho nên chúng ta có lỗi. Đây, tôi chỉ rõ cái vùng nhớ nó này nè. Các bạn thấy cái chữ hello bên cạnh nè để diễn giải cái chỗ đó. Và các bạn thấy quan trọng là chỗ này không có ghi lên được. Các bạn nói là không ghi được thì tại sao có 48, 65, 6C? Hệ điều hành nó ghi. Chương trình chúng ta không ghi được. Mọi thứ trên bộ nhớ chính đều sửa đổi được. Lý do là không có gì, không có lý do gì không sửa đổi được. Hả? Nhưng mà vấn đề là ai sửa được? Thì ở đây chúng ta không sửa được, tức là chương trình chúng ta không sửa được, nhưng mà hệ điều hành sửa được. Mà nó không cho chúng ta sửa. Và nó đã ghi các ký tự lên đó. Vậy bây giờ chúng ta sửa cái chỗ này thành mã ki của chữ H là không được ha, là không được. Vậy thì vấn đề là cái vùng nhớ cho thằng này nó nằm trên vùng nhớ tỉnh, chúng ta không được phép. À, rồi bây giờ một cái cách khác chúng ta làm, đó là chúng ta sẽ cấp phát chủ động hello đó trên vùng nhớ cục bộ và chúng ta trả về cái địa chỉ. Vậy thì chỗ này tôi sẽ tạo một cái mảng A. Và tôi bỏ các ký tự vào, tức là mã ASCII của ký tự vào và kết thúc bằng ký tự null nè. Và tôi trả về A. Các bạn lưu ý A này là gì? A là mảng ký tự, thì bản thân A này chẳng qua là địa chỉ của cái ký tự đầu tiên trong cái mảng đó thôi. Và như vậy là nó gồm các ký tự và kết thúc bằng null này. Khi chúng ta có A, nghĩa là chúng ta có ký tự đầu tiên này H, và chúng ta cứ đi từ từ như vậy cho đến null, thì như vậy chúng ta có cái chuỗi hello. Đó là cái cách nó làm việc thôi. Nhưng mà bây giờ vấn đề là chương trình chúng ta sẽ chạy ổn, nó y xì như khi nãy. Chúng ta cũng tới S coi nè. Các bạn thấy cũng y cái vùng nhớ, nội dung giống như vậy, nội dung giống như vậy. Nhưng mà bây giờ khác biệt là gì? Cái A này bây giờ nó nằm trong vùng cục bộ của cái hàm phân này. Mà vùng cục bộ đó chúng ta ưng ghi, chúng ta tức là chương trình chúng ta ưng ghi, ưng xóa, ưng sửa gì đó kệ chúng ta. Do đó cái lệnh này là tôi đổi cái ký tự đầu tiên chỗ A đó thành H, tức là truy cập cái vùng nhớ cục bộ này tôi đổi, thì không thành vấn đề. Và các bạn thấy nó đương 68 nè, nó sẽ đổi thành mã kia của ký tự H hoa, nó là 48. Và chương trình in ra cái gì? Chuỗi hello.
Đó, về nguyên tắc nó vậy ha, về nguyên tắc vậy, nhưng mà thật ra nó vẫn chưa xong. S đây, và như vậy các bạn sửa S xong này lại, nó trở thành như vậy ha. À, như vậy chỗ này bằng lý do gì đó mà các bạn in ra S này, các bạn thấy từ chụp nè, nó đương là hello nè, đầy bớt nè, các bạn thấy nó đương là hello, cho nên tôi in cái này mà S nghĩa là nó phải ra hello, logic nó là như vậy, được không? Chỗ này không có vấn đề, nhưng mà bây giờ tôi chạy nó lại không phải như vậy. Đây, nó ra tầm bậy gì đây? Mỗi lần các bạn chạy nó sẽ ra, nói chung là hơi khác nhau. Nó sẽ ra cái khác nhau. Và không đúng yêu cầu nha. Mặc dù để bớt tất cả các thứ là em xui. Trước khi tôi ra rõ ràng S này là chữ hello này, các bạn thấy qua chụp vào đây không có vấn đề. Nhưng mà tại sao nó lại không ra được chữ hello? Ở đây trở lại, chúng ta đã làm tốt một chuyện là gì? Tôi đã để cái chuỗi này trên vùng nhớ cục bộ, và như vậy tôi sửa được nó. Nhưng các bạn lưu ý rằng A này như vậy nằm trên vùng nhớ cục bộ của phân, nằm nhớ cục bộ của phân. Mà vùng nhớ đó bị thu hồi, cái đĩa đó bị thu hồi sau khi phân này kết thúc. Mặc dù thu hồi nó không bị xóa giống y hồi nãy thôi, nghĩa là các bạn đã thấy tôi nhảy đến S và tôi bỏ nó vào vân vân mọi thứ đây, vùng nhớ chỗ này cũng cái địa chỉ đương chứa trong S, nhưng mà khi tôi gọi printf để in nó ra thì có vấn đề. Tại sao? Là bởi vì bản thân printf này cũng là cái hàm. Tôi đi vào nè, tôi nhấn F11 tiếp nè, các bạn thấy tôi đi luôn vào printf. Đây, các bạn thấy như vậy là trên main bây giờ có printf. Điều đó có nghĩa là bản thân printf này cũng cần cái vùng nhớ cục bộ cho nó. Và tình cờ là cái đĩa cũ trước đây của phần được giao cho nó, được giao cho cái printf này. Và như vậy trên cái đĩa cũ của phần đó nó có gì? Có chứa cái chuỗi hello chúng ta. Nhưng mà bây giờ thằng này xài thì tùy theo cái nội dung của nó bên trong này, các bạn thấy nó có những cái này. Này, nó có buffering các thứ và các bạn thấy nó đã bị đổi. Nó đã bị đổi. Là do cái đĩa đó được đưa cho printf, và dĩ nhiên rồi điều đó là hoàn toàn đấy, nó làm gì trên đó, làm cái đĩa đó đã bị thu hồi ha, và dẫn đến cũng cài cái chỗ đó, tức là địa chỉ đó thì không còn là chuỗi hello nữa. Rồi, cho nên thì mỗi lần chạy chúng ta là cái khác nhau, không có vấn đề. À, rồi bây giờ công việc nó sẽ được giải quyết ổn thỏa nếu gì tôi để thằng A này trên vùng nhớ hợp lý cho nó. Ở đây là vùng nhớ cấp phát động. Vấn đề nó đơn giản như vậy thôi. Như vậy không thể làm như ban đầu, bởi vì không để trên vùng nhớ tỉnh được, các bạn không sửa được. Chúng ta cũng không làm như thế này được, bởi vì cái vùng nhớ động, vùng nhớ cục bộ nó sẽ bị thu hồi khi hàm kết thúc. Chúng ta cần để trên vùng nhớ động, và cái vùng nhớ động đó nó không bị thu hồi khi hàm kết thúc. Tại sao? Bởi vì vùng nhớ động hay là vùng nhớ cấp phát động, đó là vùng nhớ toàn cục, dùng chung cho mọi hàm trong chương trình. Các bạn tưởng tượng rằng cái vùng nhớ cục bộ là
thuộc sở hữu riêng của từng hàm khi nó thực thi. Còn vùng nhớ động này là vùng nhớ công cộng. Vậy thì các bạn có thể tưởng tượng sân vườn của từng nhà, sân vườn của từng nhà, đó là vùng nhớ cục bộ của từng nhà. Và dĩ nhiên là nó của nhà đó, bên ngoài không có vớ vào được, dĩ nhiên được sự xin phép với giống như khi nãy chúng ta vào một vài cái này kia, còn lại nó là của riêng từng nhà. Còn cái vùng nhớ toàn cục này, các bạn tưởng tượng nó giống như là công viên hay là những cái khu chung của tất cả, của chương trình chúng ta là tất cả ha, nghĩa là ai cũng xài được. Và khi ai đó xài thì người khác cũng sẽ thấy hậu quả, nghĩa là ví dụ các bạn ra cái công viên các bạn xả rác chẳng hạn thì người khác cũng sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì người ta ra thì cũng cái rác đó thôi ha. Còn lại các bạn xả rác trong nhà các bạn thì không ảnh hưởng đến người khác. Thì cái vùng nhớ động đó là vùng nhớ toàn cục chung cho chương trình, nó đi theo chương trình, nó sẽ được tạo ra, ai tạo ra, hệ điều hành nó cấp phát cũng trên cái bộ nhớ chính đó thôi, nhưng mà nó lấy một khúc khi chương trình bắt đầu chạy, và cái công viên, cái khuôn viên chung đó nó chỉ được giải phóng khi chương trình chúng ta kết thúc, cùng với bộ nhớ chính kết thúc. Và trong quá trình chương trình chạy, cho dù là ở thời điểm nào, nghĩa là đương ở hàm nào, vân vân, thì cái vùng nhớ toàn cục đó, vùng nhớ động đó, nó vẫn ở im đó. Có cái gì thì nó có cái đó, nghĩa là hàm này bỏ cái gì lên trên đó, mà hàm này kết thúc thì hàm khác nhảy vô chỗ đó thì vẫn cứ y cái đó. Nó không có giống như vùng nhớ cục bộ, hàm kết thúc là nó sẽ kết thúc ha. Vấn đề là gì? Cái vùng nhớ động đó nó là một cái lựa chọn. Ở chỗ là gì? Cũng giống như công viên vậy. Các bạn có thể xài, các bạn không xài thì bình thường. Còn dĩ nhiên nhà các bạn, đất nhà các bạn phải xài mới làm được cái chuyện gì đó. Trở lại đây, tôi có biến A, biến S trong này thì rõ ràng men này phải xài nó mới làm được công việc của nó. Cho nên cơ bản cái vùng nhớ nó ban đầu nó rỗng, nó trống trơn trên đó. Và ai đó muốn kiếm một cái mảnh đất gì trên đó để chứa cái gì đó thì xin, bằng cái mà lóc hay cái nêu chẳng hạn, xin. Mà lóc là trong si và nêu là trong si gồm cộng. Và xin xong rồi thì có thể làm việc trên đó, nghĩa là bỏ lên trên đó, sửa, xóa các thứ. Nhưng mà lưu ý rằng khi cái hàm đó kết thúc thì cái vùng nhớ chỗ đó nó vẫn ghi như vậy và không có bị đánh dấu thu hồi cái gì hết, bởi vì nó dùng chung mà. Cho nên cái chỗ đó nó vẫn cứ chứa như vậy và người khác vẫn có thể tới đó để lấy những cái mà người kia đã bỏ lên, vân vân. Trừ khi tôi xin cấp phát trên đó, tôi làm xong rồi và tôi thấy là những cái gì tôi để trên đó là không cần thiết cho những người khác, kiểu như là tôi cái đó trở thành rác của tôi, tôi xài xong rồi và nó không có ý nghĩa cho những người khác, thì tôi sẽ dọn cái rác đó bằng cách là gọi tường minh cái việc hủy bằng cái free hay delete. Chúng ta xin và chúng ta hủy nếu cần. Và khi chúng ta đã hủy rồi thì tình huống nó giống như cái kia khi nãy. Nếu nó lười, hệ điều hành nó lười, nó sẽ không xóa thực sự cho chúng ta, nó chỉ đánh dấu hủy thôi. Và ai đó lỡ có tới đó dùng thì nó vẫn là cái thứ đó, nhưng mà bây giờ nó cơ bản là rác rồi đó, thì chỉ có đụng rác thôi, vân vân ha. Bây giờ trở lại, dĩ nhiên tôi không làm cái này, nhưng mà nó trở lại cái ban đầu, nó khác biệt khi chúng ta dùng cái vùng cấp phát động. Trước đây tôi đã có cái hàm F
Bình thường tôi có biến A, tôi gắn A bằng 10, đúng không? Và tôi trả về địa chỉ của A. Chỗ này tôi có một cái biến con trỏ. Tôi cho B bằng cái giá trị trả về từ F. Và tôi in ra cái mà B trỏ. Dĩ nhiên nó in ra 10, giống như chúng ta đã nói khi nãy rồi. Bây giờ chúng ta có cái G nữa. G này không có làm gì hết, mà nó đơn giản là có biến B và chứa giá trị 10 trong đó. Bây giờ nếu tôi trang G vào đây, nó sẽ in ra, xin lỗi, B chứa 20 ha. Nó sẽ in ra 20 thay vì 10. Chúng ta đã nói kỹ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết ổn thỏa cái này, và kết quả nó vẫn là in ra 10. Bằng cái hình ảnh đại khái là gì, các bạn tưởng tượng là gì? Thằng F này sẽ cấp phát một vùng nhớ và bỏ giá trị 10 vào trong đó và trả về địa chỉ của chỗ đó. Và thằng main này xài, nhờ cái địa chỉ trả về đó sẽ xài cái chỗ đó. Xài cái chỗ đó. Và dĩ nhiên thằng G này không có gây ảnh hưởng gì được ha. Vậy thì công việc của chúng ta là gì? Phải cấp phát trên vùng nhớ động, chứ không phải. Vậy thì chỗ này chúng ta có một cái biến quy con trỏ, và chúng ta có quy bằng new in. Sao quy bằng 10 và chúng ta trả về quy. Nó cũng giống như khi nãy thôi. Đây nè, đoạn code này đây ha. Bây giờ trở lại đoạn code khác, công việc tương đương. Các bạn đối chiếu từng cái dòng lệnh trên đó. Chỉ khác là gì? INA này báo cho biết biến cục bộ, như vậy tự động cấp phát, và nó cấp phát đúng trên vùng nhớ cục bộ. Còn chỗ này, tôi new in, tức là tôi xin cấp phát từ mình rõ ràng, nhưng mà trên vùng nhớ động, trên vùng nhớ toàn cục đó. Và như vậy nó không để trên vùng nhớ cục bộ của F, mà nó sẽ vào trong vùng nhớ toàn cục, vùng nhớ động đó. Nó sẽ lấy 4 bài trong đó, dành cái mảnh đất 4 bài trong đó cho chúng ta. Vấn đề là làm sao chúng ta rờ đến cái vùng nhớ đã xin đó. Chỉ có duy nhất một cách là con trỏ. Chúng ta không có dùng biến gì ở trên đó được. Đã là biến thì trên vùng nhớ cục bộ. Cho nên đây không có con trỏ, không cách gì các bạn rớ tới. Và thực tế là tự nhiên nhất để chúng ta rớ tới một vùng nhớ chính là địa chỉ của nó. Cho nên ở đây tôi xin cấp phát một vùng nhớ 4 bài in mà. Lệnh cấp phát là new để tôi xin cấp phát, và kích thước ở đây các bạn 1 in, nó nên là 1 in. Còn các bạn muốn nhiều thì các bạn sẽ bỏ đây, tôi muốn cấp phát 4 in, tức là 16 bài. Còn đây 1 in thì dĩ nhiên là 4 bài, và nó sẽ trả về địa chỉ để các bạn quản lý cái vùng nhỏ đó. Và tôi bỏ nó vào trong con trỏ quy, đó là lý do mà chúng ta cần con trỏ trong cấp phát động. Bây giờ mọi thứ tôi làm việc trên đó đều phải thông qua con trỏ. Cho nên tôi muốn bỏ giá trị 10 vào cái chỗ đã xin cấp phát, và bây giờ nó nằm trên vùng nhớ động ha, vùng nhớ toàn cục, thì tôi phải dùng sao quy và tôi bỏ 10 vào. Nó cũng giống như gắn A bằng 10 thôi, nhưng mà chúng ta làm qua con trỏ, bởi vì nó trên vùng nhớ động ha. Và tôi retin cái gì? Tôi trả về cái chỗ chứa đó. Ở đây sẽ là địa chỉ của A, còn ở đây đơn giản đó là thứ chứa trong quy, quy là con trỏ. Như vậy ba cái lệnh này hoàn toàn giống nhau nha, nhưng mà khác biệt là trên bộ nhớ động, dưới này là trên bộ nhớ động, trên là trên bộ nhớ cục bộ. Và như vậy trở ra đây thì thằng B này sẽ chứa cái vùng nhớ, chứa con số 10 đó. Nhưng mà vấn đề bây giờ là gì? Vùng nhớ đó là vùng nhớ toàn cục rồi, vùng nhớ động. Cho nên
khi mà rê này được gọi thì nó sẽ lấy cái cục bộ của thằng ép này, và nó không có liên quan gì đến cái toàn cục đó hết. Và như vậy cái mà bê trỏ này vẫn cứ giá trị 10. Cho nên chương trình này chúng ta chạy ra đây là giá trị 10, không có cái vấn đề gì hết ha. Và dĩ nhiên cái vùng nhớ đó là dùng chung rồi ha. Như vậy các bạn thấy cái vùng nhớ toàn cục đó ban đầu rỗng, khi thằng F này thực thi thì nó cấp phát 4 bài trên đó và nó bỏ cái gì vào trong đó. Thằng F kết thúc cái chỗ đó nó vẫn cứ như vậy, toàn cục như vậy, và thằng mem này truy cập này bình thường. Cái chỗ công viên đó chẳng hạn tôi bỏ một cái ghế ở trên đó, người khác mới xài bình thường. Bởi vì đó là cái mục đích của nó mà, vùng nhớ chung mà, vùng nhớ toàn cục. Tuy nhiên thì chẳng hạn bây giờ chỗ này nếu chúng ta gọi delete B, và sau đó chúng ta dĩ nhiên cái chỗ này bây giờ cái hàm G này không liên quan gì nữa, tôi xóa đi nha. Vậy thì chuyện gì xảy ra? Vậy thì ở đây cũng vậy, F cấp phát vùng nhớ toàn cục, bỏ giá trị trên đó, và B này trỏ đến đó. Như vậy sao B chứa giá trị 10 bình thường, nhưng mà rất tiếc là thằng men này lại đưa ra yêu cầu hủy cái chỗ mà B trỏ, cú pháp là delete, và sau đó là địa chỉ cái chỗ mà muốn hủy, cái đó phải nằm trên vùng nhớ cấp phản động nha. Và thực sự B đúng như vậy, mà sau đó nó lại truy cập đến đó. Vậy thì điều gì xảy ra? Đây, nó không còn là con số cũ. Chúng ta lưu ý, mặc dù chương trình chạy vẫn bình thường, vậy thì khi chúng ta delete này, chúng ta delete, báo delete, thì chúng ta báo rằng chúng ta thu hồi cái khoản, báo cho nó biết rằng tôi muốn giải phóng cái đó. Và khi chúng ta báo như vậy thì thực sự rằng nó có cái hành động giải phóng của nó. Hành động đó là gì? Thì do cái nền tảng bên dưới. Về mặt logic là tôi đã delete rồi. Delete nghĩa là tôi báo rằng tôi không dùng. Tôi báo kiểu như là báo cho chính quyền biết ha, là cái chỗ tôi đã xin cấp phát trên vùng nhớ công cộng là tôi không có sai nữa. Thì họ sẽ có cái hành động giải phóng. Dĩ nhiên hành động giải phóng mà bình thường nhất là gì? Là đánh dấu rằng chỗ đó là không sai. Nghĩa là sau này ai đó xin thì tôi cấp phát đúng chỗ đó là bình thường. Nhưng mà những cái hành động giải phóng khác vẫn có thể thực hiện, ví dụ như là nó sẽ xóa chỗ đó, đặt một cái giá trị gì đó vân vân ha. Chẳng hạn nếu chúng ta báo rằng chỗ đó tôi không xài nữa thì có thể là người ta chở, người ta bóc, người ta làm tống cái chỗ đó ra vân vân ha. Thì chỗ này như vậy không ra cái kết quả giống như kia nữa. Và tại sao nó như thế này thì chỉ có nước là chúng ta tìm hiểu cụ thể là khi cái nền tảng nó giải phóng thì nó làm gì. Điều này là tùy thuộc rất nhiều yếu tố ha. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta thấy rằng nó khác cái giải phóng khi nãy với cái vùng nhớ cục bộ các bạn. Nó sẽ được thu hồi tự động, và khi nó thu hồi thì đơn giản nó đánh dấu thu hồi mà nó không có xóa trên đó, và dẫn đến cái hiệu quả khi nãy ha. Còn bây giờ chỗ này chúng ta báo delete, nó sẽ thực hiện cái hành động giải phóng. Là gì đó thì chưa rõ, không xác định, nhưng mà không còn cái nội dung cũ trên đó. Và dĩ nhiên về mặt logic là
lúc nãy cũng sai, bây giờ cũng sai. Chúng ta đã thu hồi rồi thì không có truy cập cái gì hết trên đó nữa. Rồi với con trỏ thì luôn luôn có lỗi. Những cái bạn mà chúng ta làm việc chưa quen với con trỏ thì chắc chắn là trong chương trình các bạn có con trỏ thì thường bị lỗi. Đó là cái lý do mà các bạn sợ con trỏ. Cái chỗ này nói một vài lỗi, một vài cái lỗi hay gặp để các bạn tránh, các bạn coi thêm trong em bút ha. Tuy nhiên thì phải nói là khi chúng ta làm việc với con trỏ thì cái khả năng lỗi của chúng ta, khả năng chương trình bị lỗi nó sẽ cao lên, cao nhiều. Cho dù rằng các bạn là chuyên gia đi nữa, ví dụ như tôi đi ha, chẳng hạn, thì cũng rất nhiều tình huống chúng ta dễ bị lỗi, nhất là khi chúng ta làm việc với cấp phát động. Một trong những lỗi thông thường nhất là tôi cấp phát rồi, sau đó tôi xin giải phóng rồi mà tôi lại quên, tôi lại rờ đến nữa, vậy thì lỗi. Tôi xin cấp phát, tôi làm gì trên đó rồi mà sau đó tôi đã báo hỷ mà bây giờ lại dùng, vậy thì lỗi. Vậy thì tại sao chúng ta lại báo hỷ làm gì? Chẳng hạn các bạn nói à vậy thì tôi cứ xin đi, đừng có báo hỷ làm gì, thì chắc chắn là bộ nhớ chúng ta sẽ nhanh đầy. Bởi vì khi chúng ta không báo hủy thì nghĩa là chỗ đó là vẫn được xài. Vậy thì khi chúng ta xin nữa nó sẽ phải lấy chỗ khác và nhanh chóng sẽ hết chỗ. Một cái chương trình đơn giản bình thường các bạn không cần để ý đến cái chuyện xin hủy. Nghĩa là bạn cấp phát động, các bạn new mà các bạn không cần delete. New không cần delete. Nhưng mà nếu chương trình chúng ta có khả năng xin nhiều, xin nhiều ở đây không phải là nhiều cái lệnh new này, mặc dù thậm chí một phần F, nhưng mà ví dụ F này được gọi nhiều lần, nhất là trong những lời gọi để quy. F này gọi, các bạn tưởng tượng một lời gọi để quy có thể nó lại gọi là F mà. Lệnh đơn giản, cái hàm đơn giản như vậy, nhưng mà với lời gọi để quy chẳng hạn, nó có thể 100 lần thực thi, 1 triệu lần thực thi F, thì khi đó nó sẽ xin 1 triệu lần con số nguyên như vậy mà nó không có hủy. Cho nên rõ ràng chúng ta thực tế là thường hủy để chúng ta có thể xin được, nếu không thì nó sẽ nhanh chóng đầy. Nhưng mà khi đó nó sẽ rắc rối, bởi vì chúng ta đã hủy rồi thì không dùng lại cái chỗ đó được. Vậy thì có người, các bạn nói rằng như vậy thì mình hủy rồi mình phải nhớ thôi, vì tại mình quên. Nhưng mà thực tế có những tình huống chúng ta không quên nhưng mà vẫn bị. Lý do là gì? Bởi vì thường khi chúng ta đã có phát động rồi, nghĩa là nhiều hàm cùng thao tác trên vùng cấp phát động. Các bạn thấy chỗ này nè, thằng F này cấp phát vùng nhớ bỏ con số 10 vào, và thằng main này xài, tức là người khác tạo ra, người khác xài, người xài với người tạo ra nó khác nhau. Và điều đó cũng có nghĩa là người khác xóa cũng được, hay nói cách khác, cái vùng nhớ, bản chất của vùng nhớ có phát động đó là vùng nhớ dùng chung, cho nên ai cũng có thể thao tác trên đó, và nó sinh cái vấn đề. Và vấn đề này là vấn đề chung, đó là việc quản lý tài nguyên chung. Và bài toán này không hề đơn giản. Quản lý tài nguyên chung, vùng nhớ là tài nguyên thôi. Và nếu các bạn học hệ điều hành các thứ như vậy thì để làm cái chuyện đó, và thực tế nếu các bạn có làm quản lý thực sự ha, rất đơn giản đi, chúng ta có một cái phòng in chung, các bạn là một cái công ty lớn chẳng hạn, chúng ta có một cái bộ phận trong đó có chứa một cái máy in chung. Máy in đó ai cũng có thể xài được hết. Vậy thì chúng ta quản lý làm sao để
mọi người đều có thể xài tốt trên nó, không đụng độ, không có vấn đề gì, và nó không phải là chuyện đơn giản ha. Và nó có những cái vấn đề mà hầu như rất khó giải quyết trên đó ha. Cho nên nếu chúng ta dùng con trỏ cấp phát động vân vân thì các bạn thấy đó, tự chúng ta những cái hàm chúng ta phải tự mình phối hợp với nhau cho tốt, nghĩa là lập trình viên các bạn phải tính toán tự mình giải quyết cái bài toán đó không dễ ha. Cho nên hầu như sẽ bị lỗi. Sau này thì cái ngôn ngữ C Sharp Java nó sẽ giúp chúng ta quản lý vùng nhớ động đó một cách tự động luôn. Vùng nhớ động đó sẽ được C Sharp Java quản lý tự động giúp chúng ta. Nghĩa là nó giúp chúng ta giải cái bài toán quản lý tài nguyên chung là vùng nhớ đó. Mà một trong những cái lỗi của nó gọi là bộ thu gom rác tự động. Tức là các bạn cứ xin cấp phát nó sẽ theo dõi, và nếu nó thấy rằng chúng ta không xài nữa, các bạn không cần xin hủy, nó theo dõi, và nếu nó thấy rằng thực sự cái đó là không dùng nữa, nó sẽ tự động giải phóng cho chúng ta, tự động giải phóng chúng ta, và chúng ta không sợ cái chuyện là do mình tự giải phóng mà giải phóng không tốt, người khác đưa xài vân vân ha. Tóm lại thì nói chung là các ngôn ngữ càng về sau nó sẽ càng giúp giảm nhẹ chúng ta bằng những cái như vậy. Nhưng mà bù lại dĩ nhiên rồi, có những cái tình huống mà chúng ta muốn tự mình làm chứ không phải là có dịch vụ làm. Kiểu như là các bạn nhờ dịch vụ để làm cái chuyện đó, nhưng mà dịch vụ ở đây rất lớn, nên nó là cái nền tảng bên dưới. Bài này có một cái nữa, đó là con trỏ hàm. Cái này, khái niệm này rất hay ha, khái niệm này rất là hay, và thực tế nó mới là cái để chúng ta thấy rõ cái tầm quan trọng của con trỏ, đến mức mà các ngôn ngữ như C Sharp Java, người ta cố gắng làm sao đó mô phỏng cái con trỏ hàm này lại trong ngôn ngữ của mình. Nghĩa là cái con trỏ hàm này thì nó chỉ rõ ràng nó là một cái ứng dụng cao nhất của cái con trỏ, và nó rất cần thiết ha, trong nhiều tình huống, dĩ nhiên là những cái tình huống của nó đến mức mà các ngôn ngữ như C Sharp Java đã lơ, tức là đã che giấu con trỏ rồi, mà nay phải làm rõ lại để có được cái con trỏ hàm, dĩ nhiên là bằng cái cách che giấu của nó. Thì cái khác biệt của con trỏ hàm này rất đơn giản thôi. Những cái con trỏ trước đây chúng ta học cho đến bây giờ nó gọi là con trỏ dữ liệu thông thường. Là tại sao? Bởi vì nó chứa địa chỉ của vùng nhớ, mà vùng nhớ đó sẽ hiểu là chứa dữ liệu thông thường. Các bạn đã có con trỏ y, trỏ đến 4 bài chứa một con số nguyên. Các bạn có chuỗi, đó là con trỏ đến mảng ký tự mà các ký tự trong đó gấp lắp liên tiếp lại trở thành chuỗi. Chúng ta có thể có con trỏ, nhiều dạng con trỏ khác, vâng vâng. Thì nó đều gọi là con trỏ, nhưng mà vấn đề là chỗ nó trỏ là cái gì, cho nên chúng ta có con trỏ cụ thể. Thì ở đây như vậy cơ bản là gì? Con trỏ là trỏ đến địa chỉ, con trỏ là trỏ đến vùng nhớ, tức là địa chỉ của vùng nhớ. Vậy thì tùy theo vùng nhớ đó chứa gì, chúng ta có con trỏ dạng đó. Thì ở đây chúng ta có một vùng nhớ đặc biệt, vùng nhớ chứa mã thực thi của chương trình, tức là chứa lệnh thực thi, chứa chỉ thị thực thi, hay là chứa code đó, thay vì chứa dữ liệu. Điều này nó nằm trong cái kiến trúc máy gọi là Voneman. Nó khác với những cái máy thông thường, máy cứng của chúng ta, những cái máy không lập trình được, các TV các thứ trước đây nha, nó được chế tạo với cái mục đích là một cái công việc cố định,
và cơ bản nó không có phần mềm. Lý do là những cái mạch điện tử các thứ bên trong quy định cái cách nó hoạt động, và dĩ nhiên chúng ta không có lập trình được, tức là không thể làm cho nó hoạt động khác đi theo cái phần cứng đã quy định. Còn cái máy của chúng ta đó, những cái máy tính này nó có phần mềm ha, phần mềm, và cái việc thực thi cơ bản đó là gì, cái đột phá quan trọng đó là gì, đó là gì, là cho phép bộ nhớ chứa mã thực thi. Như vậy thực tế cái máy tính này nó chẳng qua là cái máy thực thi mã, mà mã để trên bộ nhớ, mã chương trình để bên bộ nhớ, cho nên nó có thể làm mọi thứ và tùy theo cái chương trình đó, mã của chương trình đó. Các bạn muốn máy chúng ta cộng thì cái mã cộng được nạp lên, máy chúng ta có thể xem phim nghe nhạc, mã chương trình xem phim nghe nhạc được nạp lên, máy chúng ta chỉ thực thi cái chương trình được để trên bộ nhớ ha. Thì cái cốt lõi đó là gì? Mã được để trên bộ nhớ, và dĩ nhiên dữ liệu cũng được để trên bộ nhớ. Cho nên thực tế cái bộ nhớ chính chương trình chúng ta nó không chỉ chứa dữ liệu, các vùng nhớ chứa dữ liệu như tôi đã vừa nói, vùng nhớ tĩnh, vùng nhớ, nó có một cái vùng nhớ chứa mã, mà tại cái vùng nhớ đó cái gì trên đó là các chỉ thị, các chỉ thị máy trên đó, lệnh cộng, lệnh các thứ, đúng không? Những cái chỉ thị đó chúng ta liên tưởng đến cái đơn vị logic chính là hàm, bởi vì hàm là đơn vị thực thi mà. Lệnh là đơn vị thực thi cơ bản, lệnh gán là thực thi lệnh đấy, vân vân. Nhưng mà hàm là dãy, dãy các lệnh thực thi liên tục thành một cái đơn vị. Cho nên cái vùng nhớ mà chứa mã thực thi dãy các lệnh thực thi đó, về mặt logic nó là hàm. Cho nên địa chỉ của cái chỗ đó chúng ta gọi là con trỏ hàm, à, con trỏ hàm. Và quan trọng là gì? Khi chúng ta xài con trỏ hàm, chúng ta xài con trỏ dữ liệu là chúng ta lấy được dữ liệu và chúng ta thao tác trên dữ liệu. Khi chúng ta xài con trỏ hàm là chúng ta lấy được mã thực thi của hàm và chúng ta sẽ thao tác được trên cái mã thực thi đó. Mà một trong những thao tác đương nhiên đó là gì? Thực thi những cái mã tại đó. À, và còn nhiều thao tác khác, các bạn tưởng tượng những cái chương trình mà như virus các thứ, nó sẽ tới cái vùng nhớ mã thực thi và nó sửa mã thực thi các thứ, à, IPL nó nhảy lung tung, thay vì các bạn phải qua chẳng hạn kiểm tra password, chúng ta mới đến cái lệnh kế tiếp là đăng cho rút tiền hay cái gì đó, thì bây giờ nó có cái vùng nhớ mã thực thi rồi, nó sửa, nó chen một cái lệnh nhảy, thay vì đi xuống kiểm tra password chúng ta mới xuống dưới được, một cái lệnh nhảy hẳn xuống dưới, một cái lệnh go to mã máy xuống luôn bên dưới, nghĩa là bỏ qua những cái giai đoạn đó, vân vân. Đó cũng là những cái thao tác trên mã thực thi. Dĩ nhiên những thao tác đó không tốt tí nào, bị cấm này kia, và có những cách để bảo vệ cái đó. À, một cái thao tác thông thường là thực thi thôi, là cái bình thường ha. À, nhờ cái này, cái con trỏ hàm và con trỏ dữ liệu này, mà chúng ta sẽ có được một cái sự hợp nhất dữ liệu cùng với lại cái sự thực thi vào trong một cái đơn vị mà chúng ta gọi là lớp. Đó là cái kiểu quan trọng của lập trình hướng đối tượng. À, cho nên có thể nói cái nguồn gốc của lập trình hướng đối tượng là cái ý tưởng về con trỏ hàm này. Và thực tế cái này không có gì là ghê gớm, nó là bản chất của cái máy tính của chúng ta luôn. À, nó đến từ cái việc là gì? Mã lệnh cũng được để trên bộ nhớ giống như dữ liệu. Và khi chúng ta đã có cái này rồi thì các bạn tưởng tượng ở đây ha, khi chúng ta làm việc với dữ liệu thì chúng ta có cái gì? Có dữ liệu và thao tác trên dữ liệu. Chúng ta thường nghĩ những cái chuyện này nó tách bạch ra. Khi tôi nói về kiểu in, có hai vấn đề đầu tiên mà trước chúng ta đã nói. Kiểu in này có thể chứa những giá trị gì? Và vấn đề thứ hai là nó
có thể là được làm gì cho nó. Chúng ta tách bạch cái chuyện này ra, và dĩ nhiên cái chuyện nữa là bố trí trên bộ nhớ làm sao vân vân ha. Chúng ta tách bạch cái những cái chuyện đó ra, tức là có thể làm gì thao tác và bản thân dữ liệu chúng ta tách ra. Nhưng mà với cái con trỏ hàm, chúng ta sẽ có thể gom dữ liệu cùng với thao tác nó lại trong một cái đơn vị thống nhất hơn, nó gọi là lớp ha, gọi là lớp. Rồi chắc là chúng ta dừng ở đây. Các bạn cũng không có cái thắc mắc gì về cái bài tập 1 thì hy vọng rằng chúng ta làm tốt cái bài này. Và tôi đã nói rằng chúng ta không cần phải làm thực sự hoàn chỉnh chúng ta mới nộp nha. Trong này có rất nhiều câu dễ, và các bạn nói chung rằng theo cái điều kiện của mình chúng ta làm tới đâu thì chúng ta nộp lại tới đó, và chúng ta cố gắng nộp sớm, không có đợi đến cái thời điểm cuối cùng đó mới nộp. Ở đây thì câu 4 này tôi cũng đã giải thích rồi, cũng khá kỹ rồi, những câu khác cũng đã nói rồi. Rồi chắc chúng ta dừng ở đây ha. Cái bài về con trỏ luôn là cái bài khó. Thì tóm lại, nếu chúng ta vẫn còn lơ mơ nhiều thì chúng ta cứ theo cái bài tập này để chúng ta xác định rõ ha, các bạn cần nắm căn bản cái gì. Và nếu chúng ta làm tốt cái bài này là coi như chúng ta nắm tốt yêu cầu của tôi. Ngoài ra nếu chúng ta có thể nắm thêm được qua những cái buổi online thế này, hay là thêm trong cái em bút thì càng tốt. Rồi mình nghỉ nha, chào mọi người, cảm ơn mọi người đã online, nhớ làm bài tập ha.